Cái chỗ này cô đang nói đến cái đặt vấn đề nhá. Ta sẽ làm một cái chương trình, một cái app mobile app ha, quản lý chi tiêu. Thì trong quản lý chi tiêu này thì ta chỉ giới hạn là thêm khoản chi, rồi thêm loại chi khoản chi và loại thu khoản thu, tức là ta sẽ quản lý cái thu chi đúng không ạ? Quản lý thu chi. Và cái phần thống kê thu chi là xem các bạn thu bao nhiêu, các bạn chi bao nhiêu và các bạn xem các bạn tiền các bạn còn dư hay không hay là hụt tiền. Thực ra nếu như cái bài toán này mà nó hay hơn ấy thì các bạn có thể đặt thêm nữa là các bạn có cái kế hoạch á, sau đấy các bạn so sánh xem là cái kế hoạch đó nó có các bạn làm có đúng kế hoạch hay không. Đó. Hay là các bạn vượt quá kế hoạch, ví dụ như vậy, nhưng mà ở trong này không có cái phần đấy. Nhưng cái phần đấy các bạn hoàn toàn có thể mở rộng được. Ok không ạ? Thì ở trong này thì yêu cầu sẽ là như này các bạn. Tức là trong phần yêu cầu 1 thì lại thiết kế giao diện chính về navigation role. Thì cái phần này các bạn chưa có học, từ bài 1 đến bài 3 các bạn chưa có học cái này. Tuy nhiên nếu các bạn muốn làm thì giảng viên cũng có thể hướng dẫn cho các bạn làm cái này. Đó, đây là các thực chất là các cái giao diện đúng không ạ? Các fragment đấy, các cái giao diện để các bạn hiển thị. Đó, giới thiệu, report, thống kê, khoản thu, khoản chi. Ok. Và một cái phần rất là quan trọng nữa bên cạnh cái giao diện đó là phần dữ liệu. Bởi vì cái phần dữ liệu các bạn đã học rồi, thành ra là trong cái phần này thì cô thường sẽ đưa cái phần dữ liệu cho các bạn lên trước. Bởi vì phần này các bạn đã học xong rồi, cho nên các bạn sẽ làm trước được. Đấy. Thì trong cái phần này cô sẽ tập trung vào, cô hướng dẫn các bạn tạo database trước và phân tích cái database để các bạn hiểu. Còn cái phần mà thiết kế này cô đã cũng đã hướng dẫn rồi, có hướng dẫn cho lớp rồi thì các bạn có thể coi ở trên cái video cô đã share ở trên YouTube nhé. Ok chưa? Rồi, thì trước tiên ở đây thì có hướng dẫn như vậy thì chúng ta sẽ làm cái này có thể kèm với database hoặc là làm database trước, cái này làm sau. Để sau đấy thì đến cái yêu cầu 2 thì là thiết kế các cái fragment cụ thể. Các fragment cụ thể. Đó, và yêu cầu 3 thì mới đến xây dựng database. Thì cô đưa cái này lên trước này các bạn à. Đấy, yêu cầu 3 này các bạn đưa lên trước nhá. Đấy, và sau đấy thì các bạn xong cái database rồi thì các bạn sẽ tập trung vào các cái phần giao diện. Để các bạn thêm những cái phần giao diện mà các bạn đã học trong cái môn này. Đấy, như là floating action button, recycle view hay là image view edit vân vân. Đấy. Mấy cái này các bạn, cái này là recycle view và card view các bạn. Đấy. Cái này là floating action button nè. Ok chưa? Đấy thì tương tự các bạn xây dựng cho các chức năng khác. Thì phần giai đoạn 1 thì cô sẽ là phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. Đúng không ạ? Và phác thảo giao diện. Thì phác thảo giao diện ở đây có nghĩa là các bạn phác thảo bằng hình vẽ. Tức là các bạn có thể sử dụng cái XD nhá, có thể sử dụng cái XD hay là sử dụng cái Figma, tức là các cái tính các cái phần mềm để vẽ để các bạn phác thảo giao diện trước. Và giao diện thì các bạn tùy biến. Ở đây chỉ là cái giao diện mẫu thôi. Các bạn có thể làm những cái giao diện đẹp hơn. Cái này chỉ là giao diện mẫu demo thôi, có những bạn thì rất sáng tạo nha các bạn làm giao diện rất là đẹp. Đấy, cái này chỉ là mẫu thôi ha. Đấy, các bạn không nhất thiết phải làm giống cái này, có thể làm khác đi. Cái chợ và có thể biến tấu cho nó đẹp. Tất nhiên đừng có quá phức tạp. Nhiều bạn đưa hiệu ứng vào nhiều quá thì nó cũng làm nặng cái app của mình á, nó sẽ chạy rất là chậm. Mình cũng tối giản nhưng mà cũng có thể làm cho nó đẹp hơn. Đúng không ạ? Thiết kế cho nó đẹp hơn. Đấy. Thì bây giờ đúng theo cái giai đoạn 1 thì cô sẽ làm cái phân tích thiết kế nhá. Đây. Thì ở đây thì cô có cái thiết kế database. Đây cô có cái thiết kế database. Đây database. Đấy thì cô sẽ dành một chút thời gian để cô giải thích một chút về database cho các bạn. Đây. Thì với cái bài toán này cô sẽ chia thành hai cái thực thể. Một thực thể là loại thu chi và một thực thể là giao dịch hàng ngày. Cô lấy ví dụ nhé, các bạn có các cái khoản thu và khoản chi. Thì riêng khoản thu thì các bạn cũng có nhiều khoản thu. Ví dụ như các bạn có khoản thu nhập từ lương hay là các bạn có khoản thu nhập từ làm thêm
hoặc là tức là các bạn ví dụ như lập trình chẳng hạn, các bạn làm cái freelancer, tức là không phải từ lương chính thức của các bạn, lương hàng tháng fix cứng, mà các bạn có thể kiếm thêm tiền từ cái công việc làm thêm, ví dụ như là làm freelancer hay là nhận cái job ở ngoài để về làm, thì cái đấy cũng có thu nhập, hoặc là những cái thu nhập khác đấy, những cái thu nhập mà khó nói á, thì tôi sẽ đưa vào thu nhập khác đúng không? Đấy thì cái đấy cô sẽ gọi là loại thu. Loại thu, cô lấy ví dụ cái loại thu thì có lương này, thu nờ này, trúng số này, thu nhập khác này, hay là từ công việc làm thêm đó. Thì riêng chi thì cũng có các cái loại chi, chi thì cũng có các loại chi, ví dụ như chi cho thuê nhà, chi cho sinh hoạt, chi cho xăng xe và các ăn uống, hay là chi khác đi du lịch chẳng hạn đó. Thì cũng riêng cái khoản chi thì cũng có các cái loại chi, có các cái loại chi đấy. Thì các bạn để ý là riêng cái bảng thu và bảng chi đây, bảng loại thu và bảng loại chi này nó giống nhau, nó chỉ khác nhau có mỗi cái trạng thái thu hay là chi thôi. Cho nên cô sẽ gom Bị lại, cô bị lát rồi. có bị Em bị lá không, cô đứng luôn rồi. cô đứng hả, Ok, cô thấy không, các bạn có thấy không? Alo alo alo. con thấy rồi, con thấy rồi rồi. À rồi, vậy cô nghe không, từ nãy giờ cô nghe cô nói không? Nắm được sẵn Có không? vừa vừa mới đứng rồi. À Kiểu máy nó chậm quá. lại chậm rồi, nhạy cảm quá. Rồi bây giờ các bạn nhé, cô nhắc lại nè, thì cái loại thu và loại chi thì có mã loại và tên loại nó giống nhau các bạn này, các trường giống nhau, chỉ khác nhau cái thu hay là chi thôi. Cho nên cô sẽ gom hai cái bảng này thành một cái bảng chung, và cô đặt một cái cột, đấy là cô đặt gọi là cột trạng thái, để cô phân biệt à cái loại này thuộc thu hay là loại này thuộc cái chi. Ở chỗ này các bạn có hiểu không ạ? Alo. Ở cô, các bạn có hiểu cái chỗ mô tả dữ liệu này không ạ? Nghe không nhỉ? Alo. Hello. Có nghe đó cô, tại mọi Đúng người rồi. không trả lời thôi. Trả lời đi cho đỡ buồn. Rồi ok. Các bạn phải hiểu dữ liệu đã. Được chưa? Thì ở đây các bạn thấy là cô sẽ tạo ra một cái thực thể, tức là hay là một cái bảng đi ha. Để cô nè, cô cái bảng này để lưu trữ dữ liệu nè. Thì bảng này cô gọi là bảng phân loại. Đúng ạ, bảng phân loại. Và có cái mã loại, cái này gọi là primary key, khóa chính. Đúng ạ, bảng mã loại là khóa chính. Tên loại. Đây, và cái trạng thái này thu hoặc chi. Rồi, đến cái phần cái bảng gọi là bảng giao dịch. Thì giao dịch cái đây là bảng hàng ngày. Nghĩa là các bạn thu chi theo ngày, theo giờ, thầm thầm chỉ cần theo ngày được rồi ha. Ngày hoặc giờ tùy các bạn ha, như ở đây cô quản lý theo ngày. Thì ở đây thì các bạn sẽ là cô sẽ lấy một cái ví dụ với dữ liệu như sau. Ví dụ hôm nay cô sẽ nhận lương tháng 3 ha. Bây giờ là sẽ tháng 7 rồi ha, lương tháng 7. Được chưa? Ok chưa? Đấy, lương tháng 7. Lương tháng 7 thì ngày nhận hôm nay ví dụ là ngày 16 tháng 7, ví dụ vậy. Đó. 16 tháng 7 cô nhận lương. Đó. Và các bạn thấy số tiền là ví dụ là 1.000 đô. Mô tả thì các bạn viết thêm thôi, ví dụ như là ở bình thường thôi cái gì đó. Và các bạn thấy nè, các bạn để xem cái giao dịch này nè, nó thuộc cái loại gì. Vậy chắc chắn là lương thì sẽ là vào loại thu đúng không ạ? Thu và theo cái dạng lương đây, loại là lương thì có phải mã loại tham chiếu tới nè, thì có phải là mã loại là một không? Ở đây các bạn học cơ sở dữ liệu các bạn sẽ hiểu ở đây là có nghĩa là gì, quan hệ giữa cái bảng phân loại và bảng giao dịch là gì. Một một cái loại sẽ có nhiều cái giao dịch, có nghĩa là với cái loại lương này tháng 7 cô cũng nhận lương, nếu tháng 8 cô cũng nhận lương, có nghĩa là các bạn thấy là cũng một cái mã lương nhưng mà cô có nhiều cái giao dịch, nó chỉ khác ví dụ như khác ngày thôi đúng không ạ? Đấy, khác ngày tháng thôi. Ví dụ cái này là 16 tháng 8, ví dụ vậy là cô sẽ nhận lương tháng 8, ví dụ như thế.
Đấy, thì nó cũng thuộc lày lương. Hay là lương thêm dành cho tháng 8 chẳng hạn, ví dụ cũng thuộc lày lương chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thì các bạn thấy là một cái loại, đấy à, một cái loại nó sẽ có nhiều cái giao dịch. Đúng không ạ? Thì cái quan hệ này ta gọi là quan hệ một nhiều. Quan hệ một nhiều. Và khi quan hệ một nhiều thì nó sẽ có cái mã loại đây nè, ta gọi là khóa phụ, để nó liên kết hai bảng này với nhau. Đúng không ạ? Thì cái này ta gọi là khóa phụ, cái này gọi là foreign key. Còn cái này khóa chính ta gọi là primary key. Đấy. Hoặc là ví dụ như đổ xăng chẳng hạn, đổ xăng thì là chi rồi. Chi các bạn xem ở trong bảng này là cái đổ xăng nó là mã bao nhiêu, nó là mã số 6. Thì có phải ở đây là mã loại sẽ là mã số 6. Vân vân, cứ như vậy. Ở đây có để chấm 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 chấm. Thì các bạn thấy là các bạn cái này là chi được tính theo ngày. Được tính theo ngày hoặc giờ. Đúng không ạ? Và trong cái giao dịch chi hoặc là thu thì nó sẽ có các cái trường dữ liệu. Thứ nhất là mã giao dịch. Thứ hai là cái tiêu đề của cái giao dịch đó. À, cái ngày giao dịch, cái số tiền giao dịch. Đó, mô tả thêm và cái mã loại để tham chiếu thì cô đang lưu trữ theo kiểu như thế này. Vậy thì database của cô sẽ có hai bảng. Nhiều bạn hỏi cô ơi, em để 4 bảng được không? Nói được, nhưng mà để như thế nó sẽ bị dư thừa. Đúng không ạ? Tại vì các bạn muốn có loại thu, rồi giao dịch thu, loại chi, giao dịch chi, như vậy thì nó bị dư thừa. Thì ở đây các bạn có thể gom nó lại thành hai bảng thôi. Một bảng là phân loại, trong đó thì các bạn phân biệt có một cái cột trạng thái để phân biệt nó là thu hay là chi. Và một bảng giao dịch. Thì bảng giao dịch này các bạn tham chiếu nó bằng cái mã loại, bằng cái mã loại, và các bạn để ý là trong này mã loại thì nó không có trùng rồi. Đúng không ạ? Không có trùng. Và các bạn lưu ý là khi bắt lỗi á, các bạn cũng bắt lỗi luôn cả tên loại cũng không có trùng. Tên loại mà trùng thì thực ra là đây, đây có tên loại, đây có trùng đúng không ạ? Nhưng mà trùng ở đây có nghĩa là nó nếu tên loại cộng với thu và tên loại cộng với chi là nó không trùng rồi. Đấy, các bạn nếu chặt chẽ nữa là các bạn phải bắt lỗi như thế này. Đúng không ạ? Thì trong phần này thì cô không đi sâu vào cái phần đó. Để sau này các bạn làm tới thì các bạn sẽ biết các bạn cần bắt lỗi cái gì. Còn bây giờ cô sẽ không đi sâu về cái phần đó. Nhưng mà riêng cái mã loại này các bạn thấy nó khóa chính là nó đã không được trùng nhau rồi nhá. Đấy, bắt buộc không được trùng nhá các bạn. Đó, và cái mã giao dịch như vậy cũng không được trùng. Còn cái mã loại ở phía bên này nó là khóa phụ. Thì nó là tham chiếu tới cái khóa chính của cái bảng phân loại. Đấy, thì quan hệ này ta gọi là quan hệ một nhiều. Và cách lưu trữ dữ liệu nó là nó lưu trữ kiểu như này, giống như cô nói. Đúng không? Giống như cô mô tả ở đây. Tức là không có, tức là cô mô tả như thế nào thì các bạn lưu trữ dữ liệu y như vậy. Đúng không ạ? À, thì các bạn nhìn thế này để cho trực quan, đúng không? Đấy. Vậy có nghĩa là bây giờ bước 1 các bạn phải làm gì? Đây cô vừa phân tích xong cái phần cơ sở dữ liệu nhá. Thì bây giờ đến cái phần bước 1 các bạn cần phải làm gì? Các bạn trước tiên là các bạn phải tạo một cái project, sau đấy các bạn tạo cái file DB helper. Trong này các bạn sẽ tạo cái database DB nè, table nè, đúng không ạ? Đó, có thể thêm dữ liệu vân vân. Ở trong SQLite. Đó. Sau đấy thì các bạn tạo tiếp các cái model. À, cái model này ta gọi là các cái file cơ sở. Hay ở đây thì nếu các bạn mà học cái mô hình MVC á thì model có nghĩa là dữ liệu. Thì nó chính là các class cơ sở các bạn. Các class này thì nó cách tạo các class này như thế nào? Thì các bạn để ý là nếu như các bạn ở đây có hai bảng thì bên này các bạn sẽ tương ứng, các bạn sẽ tạo hai cái file model, tức là hai cái class cơ sở. Đó. Ví dụ bên này có ba bảng thì bên này các bạn cũng phải tạo ba cái class cơ sở như vậy. Ok chưa? Và class thì nó có cái gì? Nó có thuộc tính và phương thức. Thì với phục thuộc tính thì bên này có bao nhiêu cột thì bên này sẽ có bấy nhiêu cái thuộc tính. À, đó, còn phương thức thì tùy. Ở đây thì ở đây cô hướng dẫn các bạn luôn là các bạn phải thêm một con constructor nè. Đó, và thêm getter setter. Bởi vì về nguyên tắc của lập trình hướng đối tượng thì các cái trường dữ liệu cái này gọi là các cái field đúng không ạ? Các trường dữ liệu này thường sẽ được bảo mật. Các bạn hay để cái này là private. Đấy, đó là nguyên tắc bảo mật. À, dữ liệu ở trong cái lập trình hướng đối tượng nha các bạn. Đấy, và tương tự như cái class tiếp theo, à, nó cũng thế. Đấy, constructor là hàm dựng. Hàm dựng này là nó có một mục đích lớn nhất của nó là để tạo các object.
để các bạn tương tác đúng không? Tạo các object. Cái mục đích thứ hai nữa là khi tạo object như vậy thì nó có cho phép các bạn có thể là truyền đổi số hoặc không truyền đổi số, tùy tùy các bạn biến đổi ha. Đó, truyền hay không truyền đổi số. Ok chưa? Đấy, còn getter, setter thì là cái hàm get là lấy ra, set là gán vào. Thì thông thường ta hay quen gọi là getter, setter thì là các hàm để truy xuất tới các cái field này. Tới các cái field này bởi vì các field này bảo mật rồi, nó để private thôi, rồi thì không thể các cái class ngoài không truy xuất được. Thì cho nên phải có getter và setter để có thể truy xuất với các cái trường dữ liệu này. Thì đấy là các lớp cơ sở. Rồi đến cái phần tiếp theo là các bạn phải tạo các cái lớp DAO. DAO là viết tắt của từ là database. Database access object. Đó, tức là các đối tượng mà truy xuất vào cơ sở dữ liệu. Ta gọi là DAO. Thì thông thường các bạn làm cái DAO này là những cái hàm mà các bạn truy xuất vào database. Ví dụ như là select là lấy ra, get dữ liệu toàn bộ ra đúng không? Đó, hay là insert, hay là update, hay delete. Đó, nói chung là các cái hàm mà tương tác với database. Thì cái này các bạn để trong các cái file gọi là các cái file DAO. Thì các bạn cũng tương tự thì có cái loại thu chi DAO hay là khoản thu chi, cái này cô để là giao dịch đi ha các bạn. Đây, cô thay cái này bằng giao dịch tại vì database cô để là giao dịch mà. Đúng không ạ? Đấy, cái này là giao dịch. Ok. Được chưa? Cô đổi lại thành cái giao dịch nhé. Đấy. Được chưa? Nó cũng có get, cũng insert, update, delete. Ok chưa? Đó. Sau khi các bạn viết xong rồi thì các bạn mới tạo các cái giao diện, các cái activity để các bạn mới tương tác được với cái database. Thì cái này bởi vì các bạn học rồi cho nên là các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng viết. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn viết từng bước một nhé. Thì về database thì có như các bạn hiểu rồi nhá. Tức là các bạn về phân tích cơ sở dữ liệu là các bạn có như các bạn đã hiểu. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái project. New một cái project. Đấy. Và cái project này thì các bạn lưu ý là các bạn chọn empty. Các bạn đừng chọn những cái project khác. Các bạn thấy ở dưới này có nhiều cái gợi ý. Nhưng mà nếu các bạn chọn những cái project dưới này á thì nó cái sync code. Và khi sync code như vậy thì các bạn khó rất khó quản lý code nha. Cho nên là tốt nhất là nên để empty đi ha. Ở đây là các bạn để cái gì đấy ạ? Rồi cô vào cái ổ ổ D đi. Cho nhanh. Cái này cô để là LT16 ship gạch 3. Đúng ạ? Cái này là để assignment. Assignment. Ok chưa? Đấy. Ok. Rồi. Và cái này các bạn không để Kotlin nha. Cái này các bạn để là Java. Và ở đây thì các bạn chọn cái API đừng có thấp quá. 17, 18 được rồi. Thì ở đây cái API này các bạn nào. Là các bạn sau này các bạn chọn thì các bạn có thể đổi được. Cho nên cũng không lo lắng lắm đâu. Cho nên là các bạn cũng không quan tâm lắm cái này. Các bạn nếu mà nó không tương thích thì các bạn có thể thay đổi được cấu trong cấu hình nhá. Rồi các bạn nhấn Finish. Rồi xong cái này thì cô sẽ tắt cái gốc của nó đi. Đâu? Nó hơi 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 chậm tí nè. À, rồi, ok, chờ xíu. Đây, nó đang đào về này các bạn. Ok chưa? Rồi, thì bây giờ các bạn xem cái hướng dẫn của cô nè. Ở đây thì cô sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái project nè. Tạo một project với cấu trúc thư mục như sau. Thì các bạn nhìn cấu trúc thư mục của cô nhé. Thì các bạn, những cái này nè, cô gọi là các cái package. Các package này thì cô sẽ để là chữ thường ha các bạn, chữ thường hết nè, tên package là để chữ thường hết nè. Đó các bạn thấy là để tên class là chữ đầu viết hoa nè, riêng package là để thường nè. Thì adapter là để chứa các cái adapter của các bạn nhé. Đấy, DAO là chứa các cái file DAO khi nãy. Database để chứa cái DB helper và cái model là hai cái file model. Đúng không? Hai cái file model ở đây. Đúng ạ? Đấy, hai file model. Thì cô đổi tên file một 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 chút. Đấy, cái này là phân loại đúng không? Đấy, cô đổi cho giống của tên database các bạn nhìn cho dễ.
thì các bạn còn những cái fragment hay là activity thì cô để ngoài, cô không để packet mà cô để ngoài. Một số bạn thì để vào packet luôn cho nó gọn. À, nhiều các bạn cứ những cái gì để fragment thì các bạn để hết vào fragment đó, những cái bài đấy, cái nào mà adapter thì để hết vào adapter, cái này có cái pay adapter để hết vào adapter, thì tùy các bạn nhé. Cho nên các bạn có thể để như nào là tùy ha. Ok rồi, cô quay lại cái này cô xem đã tạo xong chưa. Đấy, sắp xong. Ok, nó vẫn quay nè. Đấy, được chưa? Rồi, ok, done. Được chưa? Xong nè, chạy cái này xong là xong. Rồi, thì bây giờ cô tương tự cô sẽ tạo cái riêng main activity cô để ngoài nè. Bây giờ cô tạo các cái packet ha. Đây, đầu tiên là cô tạo đúng theo cái mẫu. Các bạn vào chọn cái packet nè. Đầu tiên các bạn cứ adapter. Ok. Rồi đến cái gì ạ? Đâu? Đến cái này là cái DAO, cái database. Đâu rồi? Đây. À, cái này là packet là DAO. Rồi đến packet là database. Đúng không? Database. Rồi đến cái packet là model ha. Đấy, cái model. Rồi các bạn chờ cô xíu nha. Rồi mô đồ xong. Rồi các bạn sau này các bạn muốn làm fragment, các bạn để tách cũng được. Các bạn tách cũng được. À, tại vì cái đợt trước cô làm nó cô để fragment riêng ra. Thì nhiều bạn thì cũng thích để fragment chung. Thì các bạn có thể tạo một cái packet fragment ở đây để các bạn quản lý các fragment. Thì cái fragment là gì ta nói sau. Fragment là gì ta nói sau. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ các bạn cứ đúng theo hướng dẫn các bạn làm nhé. Đây, đầu tiên là ta tạo cái DB helper ở trong cái packet database. Các bạn click chuột phải. À, các bạn chọn new một cái Java class. Cái này cô sẽ nói nhanh, bạn nào cần cô giải thích thì cô sẽ giải thích nhé, bởi vì cái này các bạn học rồi. DB helper nè. Các bạn để ý là cách đặt tên của class là cái chữ đầu cô sẽ đặt chữ hoa. Ok chưa? Cái này là các bạn kế thừa extend extend cái SQLite. Chết cha, xuống dòng hả? Đây, SQLite open helper. Đó. Thì các bạn để ý là ở đây nó sẽ báo lỗi. Báo lỗi đấy có hai lý do. Một lý do tức là SQLite open helper này nó là một cái object, cho nên nó có những cái method là object, nó bắt buộc các bạn phải implement. Đây, đúng không ạ? Các bạn bấm vào đây các bạn thấy có chữ implement này. Thì các bạn không cần bấm đây cũng được, các bạn nhấn Ctrl Y. Các bạn thấy là có hai cái method các bạn phải override, tức phải phải implement. Đó. Có hai cái method bắt buộc các bạn phải ghi đề nó, override nó. À, nó vẫn còn bị lỗi thì các bạn coi tiếp nó là lỗi gì. Thì các bạn thấy ở đây nó còn có gì ạ? Nó yêu cầu các bạn phải create constructor. À, nó matching với cái super. Super là ai? Super là cái constructor của cha. Thì bây giờ constructor của cha thì ở đây nó có là một cái lý thuyết của cái OOP nhé các bạn. Nó hơi dài. Nói về cái này nó hơi bị dài. Nó là lý thuyết của OOP luôn. Thì trong tình huống này các bạn phải tạo một cái constructor. Còn khi nào mà có dịp cô sẽ giới thiệu phải nói về các bạn về cái OOP. Tại vì OOP là một cái phương pháp lập trình nó áp dụng cho rất là nhiều ngôn ngữ lập trình ha. Đấy, kể cả cái TypeScript bây giờ thì nó cũng OOP luôn ha. Đấy, JavaScript thì nửa vời, nó nửa nạc nửa mỡ, nhưng mà riêng cái TypeScript thì lại hoàn toàn là OOP ha các bạn. Đấy, các bạn cái này các bạn để là public. Constructor thì tên của constructor là giống tên của class. Rồi, các bạn phải gọi đến cái shipper. Shipper là constructor của cha. Thì các bạn thấy nó vẫn bị lỗi nè. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái shipper này thì nó cần có đối số. Thì ở đây thì nó cần truyền đối số gì? Đối số thứ nhất của nó là cái context, đúng không? Bây giờ nó không có thì tôi phải truyền vào thôi. Cái context. Đó. Ok chưa? Context. Đó, đối số thứ hai ở đây. Đối số thứ nhất là của nó là context.
Đối số thứ hai là tên của database. À, ví dụ như ta sẽ có là assignment 1 chẳng hạn, assignment môn cái morph 202 chẳng hạn. Ok. Và đối số thứ ba của nó là factory thì các bạn để null, và đối số thứ tư của nó là version. Version thì các bạn để số, đúng không ạ? Số 1, số 2, số 3 tùy các bạn. Thì các bạn lưu ý là cái câu lệnh này nè chính là câu lệnh tạo database luôn, và đây là tên của database. À, tí nữa cô sẽ mở cho các bạn coi database nó lưu ở đâu. Đúng không ạ? Rồi, đã cái này coi như là câu lệnh, cái này là câu lệnh tạo database. Đúng không ạ? Chính nó chính là câu lệnh tạo DB luôn, tạo DB luôn. Tạo DB. Ok, create DB luôn. Và cái DB name là cái này. Cái này chính là DB name. Ok, database name là cái này. Thấy chưa? Cái này là version. Rồi. Xong khi tạo database xong thì các bạn phải tạo table. Đây. Các bạn phải tạo table. Đấy, ta phải tạo hai cái table này. Table, hai table này thì table này là một, table này nhiều. Thì về nguyên tắc trong cái cơ sở dữ liệu là table 1 này phải tạo trước, cái này phải tạo sau, tại vì anh này còn phải tham chiếu từ anh này. À, tuy nhiên trong SQLite thì nó tham chiếu không chặt chẽ lắm. À, cái này cũng đã test thử cho các bạn rồi. À, một số bạn cũng biết rồi, cho nên cái này cô sẽ không nhắc nữa. Nhưng mà các bạn cứ theo nguyên tắc các bạn tạo cái phân loại trước ha. Thì các bạn tạo câu lệnh truy vấn thôi. String SQL. Câu lệnh create table. Đặt tên là phân loại. À, nó có 3 trường đúng không ạ? Trường thứ nhất là mã loại. Mã loại kiểu integer. Các bạn có thể để kiểu integer. Integer primary key. Primary key. Và nếu các bạn để cho từ tăng thì các bạn để là auto increment. Đó. Rồi. Tiếp tục cái cột thứ hai là tên loại. Là kiểu text. Và cái trạng thái cũng để kiểu text luôn. À, để kiểu text luôn. Ok. Đó. Sau đấy các bạn mới gọi đến câu lệnh db.sql. db.thực thi sql. Câu lệnh SQL. Ok. Được chưa? Đó. Các bạn có thể nhập một số cái dữ liệu mẫu ban đầu. Nhập một số cái dữ liệu mẫu ban đầu để các bạn có thể test cho dễ dàng. Đây cô lấy một số cái mẫu này luôn ha. Rồi, các bạn viết câu lệnh insert into SQL gán bằng. Để nhập dữ liệu thì ta dùng câu lệnh insert into vào bảng phân loại value. Đây. Cái này không phân biệt chữ hoa chữ thường nha. Cô viết chữ hoa để các bạn nhìn cho rõ là từ khóa với là cái này nè, cái keyword nè, với cái không keyword thôi. Rồi các bạn để ý nhá. Mình có một cái trường mã loại là từ tăng rồi, cho nên trường này sẽ không được nhập. Cho nên trường này các bạn ở trong SQLite thì các bạn để null. Trong cái nếu các bạn làm SQL Server các bạn để null không được. Riêng SQLite các bạn để được thôi. Nhưng mà cái SQL Server các bạn không có để cái này. Đúng không ạ? Đấy. Thứ hai là các bạn nhập cái tên loại. Ví dụ như là lương, đúng không? Đấy. Đây. Dấu nháy đơn. Đấy, bỏ một cái chữ này đi. Đấy, phải. Rồi cái này là thu. Đấy, và xong các bạn cũng execute cái này ha. Đấy, cái này là execute từng câu lệnh một, đúng không ạ? Ok, xong các bạn có thể copy ra. Các bạn thêm mấy cái của thu. Ví dụ như là thu nợ. Nghe thu nợ nhìn mắc cười quá nhỉ. Đó, kệ đi ha. Đó. Cái này nó sẽ từ tăng. Rồi khác nữa đúng không? Khác cũng được ha. Ok. Cô chưa mở tiếng Việt nè. Rồi, cái này khác mà, như thế. Rồi các bạn thêm một cái cho cái của chi. Đúng không ạ? Chi. Ví dụ cái này là du lịch nè. Đúng không? Đó, cái này là chi.
Đó, cái này là sinh hoạt nè, ăn uống gì đó đúng không? Cái này cũng là chi. Ví dụ như vậy, có thêm hai cái thôi. Các bạn có thể viết như này hoặc các bạn viết liền bằng cách để dấu phẩy ở sau này. Sau cái value này để dấu phẩy liên tiếp cũng được. Nhiều cách ha. Cô viết như này các bạn nhìn cho rõ ràng. Tức là mỗi dòng các bạn nhập sẽ là một cái dòng insert into vào bảng phân loại và cái giá trị của nó. Tại vì cái này từ tăng cho nên cô để null. Cái này các bạn để là string, chuỗi text nè. Cái này cũng để text luôn. Và trạng thái các bạn để thu hoặc chi thôi. Đấy, đó là các bạn tạo được bảng gọi là bảng phân loại. Tiếp tục các bạn tạo bảng tiếp theo, đó là bảng giao dịch. Đúng không ạ? Các bạn tạo bảng giao dịch. Thì ở đây thì các bạn là cũng copy câu lệnh này thôi các bạn nhá. Đấy, để các bạn nhìn cho dễ. Và cái này các bạn sẽ là để cái giao dịch ha. Ok. Và ở đây các bạn có mã giao dịch nè. À, các bạn để integer cũng được, để cái gì cũng được, tùy các bạn. Đúng không ạ? Để tiêu đề nè. Tiêu đề là để text nè. Đúng không? Rồi ngày thì để kiểu date nè. Ngày nè. Đúng không ạ? Ngày thì để kiểu là date nè. Đúng không? À, rồi là tiền thì để kiểu float nè. Đúng không ạ? Tiền thì để kiểu là float nè. Và mô tả thì để kiểu text nè. Đúng không ạ? Mô tả thì để kiểu text. Và cuối cùng là các bạn có một cái trường đó là mã loại thì để mã loại là để kiểu integer. Integer. Integer nha, không phải là in nha. Các bạn mà để in như này là nó lỗi ạ. Các bạn để in là lỗi ạ. Các bạn phải là để integer. Thì ở đây các bạn lưu ý nè, mã loại là khóa phụ. Mặc dù ở trong SQLite có câu lệnh để các bạn kết nối khóa phụ nhưng mà thực ra là nó không có hiệu quả. Đấy, ở đây là các bạn tham chiếu là dùng cái refer runsys tới cái bảng gọi là bảng phân loại và cũng tham chiếu tới bảng câu đây. Thì câu lệnh này này nó có nghĩa là gì? Mã loại nó là khóa phụ, nó tham chiếu tới bảng phân loại và cái mã loại này là khóa chính của bảng phân loại. Đúng không ạ? Nằm ở trong giống ngoặc này là khóa chính, còn ở đây là khóa phụ. Đúng không ạ? Thì các bạn nhập dữ liệu, nhập sẵn dữ liệu thì cũng tương tự như trên, nhưng chỗ này cô sẽ không nhập nhá, cô sẽ không nhập. Đấy, cô chỉ nhập mẫu cái này thôi, cái này các bạn tí nữa sẽ các bạn nhập nhập bằng cái form, các bạn để sau này các bạn nhập form vào. Được không? Rồi, vậy là cô vừa tạo xong câu lệnh tạo bảng phân loại, câu lệnh tạo bảng giao dịch. Và ở đây là cô có 5 dòng dữ liệu nhập sẵn dùng câu lệnh insert into. Đúng không ạ? Cái này gọi là ta thường gọi là nhập dữ liệu mẫu nhé các bạn. Đấy. Các bạn cố gắng trong cái dữ liệu mẫu này nè, các bạn phải nhập sẵn đi một số và dữ liệu này thì nên là dữ liệu sạch và phải có dữ liệu để các bạn demo. Nếu như các bạn mà mở một cái ứng dụng mà không có dữ liệu gì các bạn demo từ đầu á thì cái dữ liệu đấy nó không có linh hồn. Đúng không? Nhìn người ta không thể hình dung được cái giao diện các bạn như thế nào. Thì tức là cái tính sẵn sàng các bạn nó không có. Đúng không ạ? Và các bạn lưu ý là các bạn viết câu lệnh này ra nhưng mà nó chưa được thực thi và database này chưa được tạo, chỉ mới là nó nằm ở câu lệnh thôi. Tí các bạn phải gọi đến cái DB helper này, các bạn phải thực thi nó, thực thi database thì những cái này nó mới được tạo ra. Rồi, thì ở đây là cái hàm on create. Thì các bạn lưu ý nè, cái hàm on create này nó chỉ chạy duy nhất một lần, chỉ chạy duy nhất một lần thôi. Vậy là nếu như bây giờ các bạn có bất kỳ một cái sửa đổi gì ở trong này hoặc là thay đổi gì trong này thì cái hàm này nó không chạy lại nữa. Và nhiều bạn sẽ thắc mắc với cô là cô ơi, tại sao mà ở trong này em thấy nó viết như này mà ở cái app của em nó báo lỗi là không có mà ở đây nó có. Thì cô thường là các bạn phải cập nhật lại, phải chạy lại cái ứng dụng, tức là phải remove cái app các bạn chạy lại hoặc là các bạn phải chạy lại cái database này. À, thì để các bạn chạy lại các cái câu lệnh này thì ta có một cách như sau. Tại vì cái hàm này chỉ chạy một lần duy nhất trong đời thôi. Thì bây giờ làm sao để chạy lại nó? Thì ở đây ta có một cách như sau. Các bạn để ý ở dưới này sẽ có một cái hàm gọi là hàm on upgrade. Hàm này nó chỉ thực thi khi nào? Khi mà cái version của cái SQLite này thay đổi.
À, nghĩa là cái version này đang là một, nó đổi lên hai thì lập tức cái hàm này nó được gọi. Và khi hàm này được gọi thì vấn đề code viết trong này như nào là tùy mình, đúng không ạ? Thì vậy nếu như khi hàm này được gọi thì tôi sẽ làm một cái công việc là xóa hết những cái bảng của nó nếu có. Sau đấy tôi gọi lại cái hàm này. Đó. Vậy là cô sẽ làm động tác thứ nhất là cô xóa hết những gì nó có trong database vật lý nhá. Ở đây là câu lệnh thôi, nó phải có một cái database vật lý nó lưu trữ ở trên thiết bị cơ. Bây giờ tôi xóa hết tất cả những cái bảng ở trên cái database vật lý, đúng không ạ? Thì tôi dùng câu lệnh là drop table, đúng không? db.xq. Dùng câu lệnh là drop table if exists là vì vậy, đúng không? Exists. Đó. Cái bảng mình sẽ có hai bảng cần phải xóa, đó là bảng phân loại drop. Đó, và cái bảng thứ hai là bảng giao dịch, đúng không ạ? Ok. Đây, bảng thứ hai, bảng giao dịch. Đó. Tức là ở trên này các bạn có bao nhiêu bảng các bạn xóa sạch. Sau đấy các bạn gọi lại cái hàm onCreate. Tức là nó sẽ chạy lại cái hàm onCreate. Ta truyền cái đối số DB vào. Đó. Ok. Và các bạn thấy là ở đây nè, có chữ on đầu thì nó đều là các cái sự kiện nhé các bạn. Thì các sự kiện này thì từ nó chạy. Thấy không ạ? Thì ở đây các bạn muốn nó chạy thì sao? À, cái này không tự chạy được bởi vì nó chạy một lần duy nhất trong đời. Thì ta phải tận dụng cái việc này. Cái này nó tự chạy. Nó tự chạy khi nào? Nó tự chạy khi cái version nó thay đổi. Và đổi là nó phải đổi từ cái version thấp lên version cao nhá. À, và khi đấy nó sẽ thực thi đoạn code này. Thực thi đoạn code này thì cái đoạn code này viết là sao là do mình, đúng không ạ? À, tôi xóa hết tất cả những gì của nó có. Xong rồi tôi gọi lại cái câu lệnh onCreate. À, cái hàm onCreate này để nó chạy lại toàn bộ câu lệnh trong này là các bạn cập nhật được dữ liệu, đúng không? Các câu lệnh trong này nó được thực thi lại hoàn toàn, đúng không? Thì cái này rất nhiều bạn gặp cái lỗi này, đúng không? À, thì không sao, không sao. Ok, vậy là cô vừa hoàn thành xong cái file DB helper nhá. Cô giải thích lại nè, cái câu lệnh gọi cái super này là gọi đến cái constructor của cái anh SQLite Open Helper, tức là của cha đó. Cái này là con, cái này là cha. Đồng thời nó cũng là câu lệnh tạo database luôn. Đấy, và câu lệnh tạo bảng đó làm việc với database cô để trong hàm onCreate. Còn hàm onUpgrade là họ hàm này là hàm sẽ được thực thi khi nào? Khi cái version của cái SQLite thay đổi. Đó, và các bạn xử lý các cái câu lệnh ở đây. Được chưa ạ? Và xong cái hàm này. Đó. Rồi xong được cái file DB helper. À, sau đấy thì bây giờ cô sẽ tạo các cái model. À, model cái này thì là model phân loại đúng không? Thì cô sẽ dựa theo tên bảng cô tạo thôi. À, các bạn vào cái package model new một cái Java class đặt tên là phân loại. Đấy. Ok, ở đây các bạn có bao nhiêu trường? Ở đây các bạn có đây có ba trường đúng không, mã loại kiểu in còn hai cái loại kiểu string, thì các bạn để là private kiểu integer mã loại. Rồi các bạn để ý cho cô nhé, tên của trường dữ liệu hay tên của biến thì chữ đầu cô viết thường đúng không ạ. Rồi private string tên loại, ok, và private cái string trạng thái như vậy. Ok. Sau cái để các bạn tạo constructor. Các bạn có thể tự tạo hoặc các bạn generate constructor. Cô thì thường dùng constructor có đối số. Ok chưa? À. Rồi có thể các bạn thêm những constructor khác. À, tại vì constructor là nó có tính chất nạp chồng mà, overloading. Overloading. À, cho nên là các bạn có thể thêm các constructor khác. Ok chưa? Cái này thì cũng là một câu chuyện dài, tôi sẽ nói sau. Đúng không ạ? Cái này là cái OOP luôn, cái này thiên về Java nhá. Đấy, bây giờ cô sẽ tạo cái getter setter. Đó. Ok chưa? Là xong, đúng không ạ? Rồi, constructor này khi nào cần bổ sung thì mình bổ sung thôi, tạm thời cô chỉ cần từng này đã. À, khi nào cần bổ sung thì ta sẽ nói sau. Xong cái phân loại cô tạo thêm một cái model nữa là giao dịch ha. Cũng tương tự ta có đúng không? À, giao dịch.
Ok, ở đây các bạn xem có bao nhiêu cái trường. Cái này mã giao dịch kiểu cũng kiểu in luôn. Đó, integer mã giao dịch ha. Rồi, tiêu đề string, quên, private string. Đấy, tiêu đề. Rồi cái ngày thì kiểu date, các bạn lưu ý nè, private kiểu date. Thì các bạn thấy ở đây nó sẽ có hai cái kiểu date. Một cái là của SQL và một cái kiểu util. Thì các bạn phải nhớ là các bạn import cái gói util nhá. Không import gói này, import gói của Java. Java utility đó. Đó, nhớ này, nó khác nhau nha. Nếu các bạn import sai code các bạn sẽ bị sai. Đúng không ạ? Cái này gọi là ngày, đúng không? Ok. Rồi, cái số tiền là private double. Số tiền, đúng không? Và mô tả thì string rồi. Đúng không ạ? String mô tả. Và cuối cùng là cái mã loại là foreign key, nó là kiểu in luôn. Private integer mã loại. Ok, xong. Đó, có bao nhiêu trường thì mình tạo bấy nhiêu cái trường dữ liệu ở đây, các cái property các bạn nhé. Rồi mình cũng tương tự mình tạo constructor. Có n đối số được không? Hay lắm. Vậy cái đối số này mà các bạn tạo không cẩn thận khi gọi á, nhiều bạn gặp lỗi. Các bạn phải tinh ý một chút cái chỗ này. Rồi, các bạn tạo tiếp cái getter setter. Bấm tạo thôi là xong. Ok chưa ạ? Rồi. Vậy là rất nhanh chúng ta đã được tạo được cái hai cái mô đồ. Được chưa? Hai cái mô đồ. Rồi, cái này là cô để là phân loại đúng không ạ? Tạo được hai cái mô đồ. Rồi bây giờ đến tạo các cái DAO. Đây, phân loại. Phân loại DAO. Đấy, bây giờ cô đến tạo các cái DAO. Các bạn thấy nhanh chưa ạ? Rất nhanh. Đúng ạ, bởi vì nó dễ mà. Rồi các bạn vào tạo DAO thì các bạn cũng tương tự như vậy thôi, các bạn tạo Java class là phân loại DAO. Ok. Trong phân loại DAO này thì các bạn viết tất cả các cái hàm. Các bạn trong tình huống này nè, các bạn có thể dùng được interface mà thôi, cũng không phức tạp hóa nhá, không đưa interface vào. Nhưng mà các bạn có bốn cái hàm thường dùng. Hàm get all. Các bạn để không bị lỗi thì trước tiên là các bạn cứ để public public void trước đi. Đúng không? Get all. Đó, public void trước. Để đó đã. Đúng chưa? Rồi, chưa làm gì cả, cứ để đó đã. Rồi, cái này là các bạn dùng để insert. Cái này dùng để update. Cái này dùng để delete. Đúng không? Đó. Rồi các bạn có thể là truyền đổi số get by ID hay cái gì đó. Đúng không ạ? Rồi tương tự với cái gì ạ? Tương tự với cái giao dịch DAO. Ok. Cũng thế. Các bạn cũng thế. Cũng có mấy cái hàm. Các bạn thấy nó giống, bởi vì nó giống nhau cho nên cô mới nói các bạn là ở đây các bạn dùng cái interface được ha. Nhưng mà thôi cô không có dùng. Rồi. Cô tạm thời không đụng gì đến nó. Cứ để đó đã. Đấy nhá, các bạn để ý nào. Cô không đụng đến nó nha, để đó. Khi nào dùng tới cô mới đụng tới. Ok. Rồi, bây giờ cô sẽ demo sơ sơ cho các bạn một chút xíu về cái cách viết các cái hàm này. Đúng không ạ? Cách viết các cái hàm này. Còn những cái hàm nào chưa viết tới các bạn cứ để không vậy nhá. Đừng có làm gì nó cả, không gọi nó thì nó không bao giờ bị lỗi. Các bạn thấy code nó không bị lỗi. Đúng không ạ? Đừng đụng đến nó, còn khi nào làm tới thì mình sẽ sửa thôi. Trong này thì cô sẽ demo các bạn một cái đó là hàm get all của cái phân loại đúng không? Cái này là phân loại đúng không ạ? Đấy, get all của phân loại. Thì cô sẽ giải thích cái hàm này như sau. Đây, cô sẽ vào cái phân loại nhá. Cái hàm get all này cô xử lý trước. Cô sẽ mô tả trước cái hàm nhá, chưa viết vội ha. Các bạn nhìn nào. Có cái comment kiểu như này. Comment cái này được gọi là XML comment hay cái này ta gọi là Java doc á các bạn. Các bạn code ở đây là nó sẽ nó sẽ khi gọi hàm này nó sẽ có nhắc ở đây nè. Thì cái mô tả cái hàm này là hàm gì?
lấy dữ liệu của phân loại, tức là lấy toàn bộ dữ liệu của phân loại, thì đương nhiên cả return của nó, return của anh này á, đúng không ạ, cái trả về của anh này thì chắc chắn nó phải là một cái danh sách. Và cái danh sách này phải là danh sách phân loại, đúng không ạ? Tại vì nó sẽ lấy toàn bộ cái phân loại từ database mà, đúng các bạn? À, lấy từ toàn bộ phân loại từ database, cho nên là nó sẽ trả về toàn bộ cái phân loại từ database, cho nên nó sẽ phải trả về danh sách các cái phân loại đó. Mà danh sách các phân loại thì đương nhiên các bạn phải để theo kiểu là mảng hoặc là collection hoặc ArrayList cũng được ha. Array, các bạn gọi là ArrayList đi ha. Đấy, collection, ArrayList là collection mà. Thì các bạn trả về sẽ là ở dạng cái ArrayList. Hay các bạn có thể mô tả là collection đúng không? Thì cái này sẽ là phân loại, đúng không ạ? Ok. Đó, nó trả về cái này. Nó trả về cái này, return cái danh sách này. Đúng không ạ? Đó, ví dụ như thế. Và cái kiểu dữ liệu trả về của nó sẽ là kiểu ArrayList, kiểu như này. Vậy thì có nghĩa là gì? Vậy thì có nghĩa là cái chỗ mà để void này nè, cái chỗ này chính là cái kiểu trả về của hàm, thì chắc chắn nó phải là ArrayList. Được chưa? Phân loại nó đang bị lỗi bởi vì nó đang khác cái package. Các bạn add cái package nó vô là nó sẽ hết lỗi. ArrayList chưa import thì các bạn cũng import nó vô, đúng không ạ? Các bạn phải import các cái package vào thì nó hết lỗi. Được chưa? Rồi. Và các bạn thấy nó lỗi bởi vì là nó có return mà nó lại có kiểu trả về mà không có return, thành ra là các bạn tạm thời để đây là return null để nó hết báo lỗi, đúng không ạ? Cứ return đã. Rồi. Hàm này đầu vào là gì? Tham số không có. Tại vì tôi lấy toàn bộ mà thì sao tham số không có? Thì các bạn thể để cái này là các bạn phải để cái param. Thì cái này là để null, tức là tham số không hề có, để nó lỗi các bạn. No param. Trời ơi, nó báo lỗi dã man. Các bạn viết không cẩn thận nó báo. Ok chưa? Đấy, nó không có cái parameter. Đúng không ạ? Và các bạn có thể mô tả cái hàm này để làm gì, đúng không? Rồi. Thì bây giờ cô viết thử các bạn một cái hàm để các bạn xem nhá, để các bạn xử lý nè. Để các bạn gọi database. Thì nếu mà cái hàm này là hàm lấy toàn bộ thì đương nhiên là nó sẽ phải lấy dữ liệu từ cái DB helper, đúng các bạn? Thì các bạn sẽ hiểu như thế này nè. DB helper nó là kế thừa cái SQLite Open Helper. Tức là nó là một cái môi trường thôi. Cái này chưa phải là tạo database mà cái này chỉ là tạo một cái môi trường. Và khi các bạn thực sự mới gọi câu lệnh tạo database thì nó mới thực sự tạo database và tạo bảng. Vậy thì các bạn phải tạo ra một cái môi trường, cái helper này đã. Thì vậy ở trong cái phân loại DAO thì tôi sẽ sử dụng cái helper. Và các bạn sử dụng bằng cách nào nha? Đây, các bạn sẽ để là cái helper, DB helper. Đó, cái helper. Tạo một cái object này bằng new. DB helper. Nhưng các bạn để ý nhá. Để ý nè. Trong cái DB helper, constructor của nó này, đây là constructor nhá. Constructor của DB helper nó cần một cái đối số là context. Nó cần một cái đối số là context. Nhưng mà một cái Java class bình thường nó không có context. Chỉ có Android mới có context thôi. Vậy context chỉ xuất hiện ở đâu? Context chỉ xuất hiện trong activity, tức là activity là context. Hoặc là trong service, dịch vụ. Hoặc là trong hai thành phần còn lại là broadcast receiver và content provider. Đó. Tức là cái provider là một nè, cái activity là hai nè, cái broadcast receiver là ba nè và cái activity là bốn, thì nó mới có context. Nó mới, một là nó là context, hai là nó chứa context. Còn một class bình thường nó không bao giờ có context. Cho nên bây giờ các bạn muốn truyền đối số cho DB helper truyền context thì chỉ có một cách duy nhất là các bạn phải tạo constructor và truyền nó vào. Có nghĩa là các bạn phải truyền từ ngoài vào chứ bản thân anh phân loại DAO nó không có context như các bạn.
Tại vì một cái Java class bình thường không có context. Thì vậy bây giờ ta sẽ tạo một constructor để truyền vào thôi. Đúng ạ? Ta tạo constructor public nè. Phân loại DAO, đây là constructor đúng không? Ta truyền cái context vào. Đó, không có thì ta truyền vào thôi, ta dùng. Đúng không ạ? Đó. Và bây giờ câu lệnh này phải đưa vào đây. Để ngoài thì đương nhiên là làm gì có context mà đưa vào. Thì câu lệnh helper này cô sẽ đưa vào đây. Đúng ạ? Ở đây cô xóa đi. Đấy, vào đây cô đưa cái context vào. Ok chưa? Là xong. Các bạn thấy một cái nguyên tắc rất đơn giản đúng không ạ? Không có thì tôi truyền vào cho nó có. Bởi vì bản thân anh đã có đâu. Ok không? Đấy. Rồi. Vậy thì cô có cái helper rồi. Bây giờ cô muốn tạo database thì bắt buộc các bạn phải dùng cái SQLite database. Database. Cái này mới thực sự là database nè, DB gán bằng cái helper.getGetReadable database. Tức là các bạn tạo database và mở nó ra với cái trạng thái là chỉ đọc, tức là cho nó phép nó đọc. Còn muốn ghi insert, update, delete thì các bạn là getReadable. Được không ạ? Thì khi này là gọi đến câu lệnh này nè thì thật sự nó mới tạo database nha các bạn. Thì cái anh này mới được thực thi nè. Và khi đẩy database nó mới tạo ra nè. Không thì bình thường các bạn gọi đến đây cũng chưa tạo ra đâu. Phải đến câu lệnh này nè, nó mới thực thi. Nó mới có. Rồi, có connect được với database rồi. Thì bây giờ ta select dữ liệu thôi. Select thôi. Đúng ạ? Tức là nó đã chạy được cái DB helper rồi. Nó đã tạo được xong cái này rồi, tạo cái này rồi. Đúng ạ? Tạo hết cái này rồi. Thì bây giờ ta, nhiệm vụ của ta bây giờ là select dữ liệu. Thì câu lệnh select thì cũng tương tự thôi. String SQL gắn bằng select sao from. Lấy toàn bộ thì dễ rồi đúng không ạ? Bảng phân loại. Ok. Rồi. Và các bạn tạo con trỏ. Con trỏ để chứa. Thực ra cái kết quả của câu lệnh này nè, nó sẽ ra một cái table, nó gọi là một cái dataset, một cái dạng bảng. Nó là số dòng, số cột nhé các bạn. Ở đây các bạn có 1, 2, 3, 4, 5 dòng và có 1, 2, 3 cột. Vậy thì nếu như select từ cái bảng này thì kết quả trả về của nó sẽ là một cái table gồm 3 cột và 5 dòng. 1, 2, 3 cột và 5 dòng. Và kết quả trả về câu lệnh select thì sẽ là một cái dataset. Và các bạn dùng con trỏ để các bạn điều khiển nó. Đúng không ạ? Ta tạo con trỏ. Cơ sở CS gắn bằng db.raw query đưa cái câu lệnh SQL vào và nó không có đối số thì các bạn để null. Đúng không ạ? Cái argument nè, không có đối số thì các bạn để null. Và cái con trỏ này nè. Nó sẽ trỏ tới từng dòng của cái dữ liệu. Nó sẽ trỏ tới từng dòng của dữ liệu. Nếu các bạn vẽ thành cái table thì nó trỏ tới từng cái dòng. Đúng không ạ? Thì tôi sẽ vẽ một chút các bạn nhìn nhá. Đây, cô vẽ một chút các bạn nhìn cái chỗ này. Thì giả sử như các bạn trả về là một cái table gồm 3 cột. Đúng không? Và 5 dòng. Giả sử như vậy đi ha. 1, 2, 3, 4, 5 dòng. Được chưa? Thì cái con trỏ các bạn nó hay lắm. Con trỏ. Nếu các bạn học cái Java 2 á, các bạn học cái table của trong cái Java á, thì nó là con trỏ nó luôn luôn ở đầu tiên. Nhưng trong SQLite, trong cái Android thì con trỏ nó không nằm đầu tiên, nó nằm chơ vơ ở đâu đó. Thì việc thứ nhất là các bạn phải đưa con trỏ về đầu tiên. Thì đưa con trỏ về đầu tiên thì nó dùng cái câu lệnh là đưa con trỏ về về dòng đầu tiên thì sẽ giống move to first. Đó. Được chưa? Đưa con trỏ về dòng đầu tiên. Phải có cái câu lệnh này nó chạy mới đúng được, không thì nó chạy bị sai. Rồi. Cái này có phải là một, cái này là hai, cái này ba, bốn, năm không?
À, và cái này sẽ là gì đó? Tên, đúng không? Rồi, tiếp nào. Bây giờ con trỏ là đang ở dòng đầu tiên rồi. Thì các bạn lưu ý nè. Cái này sẽ là ví dụ như lương hay cái gì đó, đúng không? À, thu, kiểu thu. Đó, hay là trả nợ hay gì đó. Đấy cũng kiểu thu, vân vân, chấm chấm chấm. Thì cái này tôi gọi là một cell này các bạn, đúng không? Khi con trỏ tới được một dòng rồi, tôi truy xuất theo cột. Cột thứ nhất, cột thứ hai, cột thứ ba thì tôi sẽ được từng cái cell của nó một. Đồng ý không ạ? Thì bây giờ các bạn lưu ý nè, bây giờ các bạn trả về không phải là một dòng mà các bạn có nhiều dòng. Cho nên để duyệt tất cả các dòng này đương nhiên phải để trong vòng lặp. Và ở đây vòng lặp nó sẽ kiểm tra gì? Nó duyệt được dòng thứ nhất, duyệt dòng thứ hai, duyệt dòng thứ ba, duyệt dòng thứ tư, duyệt dòng thứ năm và nó ra khỏi cái dataset này. Thì để kiểm tra khi nào nó ra khỏi cái dataset này thì nó có một cái hàm gọi là hàm is after last while con trỏ chấm is after last. Cái hàm này sẽ trả về true nếu như nó rơi vào vị trí này, tức là nó đã ở quá cái dòng cuối cùng rồi. Vậy thì tôi còn duyệt đến khi nào? Tôi còn duyệt đến khi nó chưa về cuối, có nghĩa tôi phủ định nó đi. Hoặc nhiều bạn không để dấu chấm than đằng trước, dấu chấm than đằng trước là phủ định nhá. Thì các bạn ghi là bằng bằng phồn. Tức là khi nó chưa về cuối, các bạn cứ đọc dịch thế này. Is after last là về cuối, thì vậy bằng phồn có nghĩa là chưa về cuối. Thì tôi còn duyệt. Vậy thì cả hai cách viết như nhau, bằng bằng phồn hoặc là cô sẽ để là phủ định đằng trước. Chấm than. Còn nếu bạn nào mà nhìn không kỹ thì cô để sẽ là bằng bằng phone, các bạn nhìn cho kỹ nha. Rồi, đó. Nếu như nó chưa về cuối thì tôi còn đọc. Bây giờ tôi sẽ đọc nè. Bây giờ lần đầu tiên thì nó đang ở hàng đầu tiên rồi. Bây giờ tôi sẽ đọc theo cột ha. Đó, cột đầu tiên là kiểu in đúng không? À, integer. Mã loại đúng không ạ? Integer mã. Tôi gán bằng con trỏ chấm get in cột không, cột không, cột nó chạy từ không đến n trừ một rồi là tôi lấy được anh này cột không, cột này sẽ là vị trí cột một rồi, là nó trả về string, string tên gán bằng set chấm get string đúng không ạ, cột một. Và cái trạng thái này thì nó sẽ là cũng string luôn, string trạng thái sẽ gán bằng sẽ chấm get string cột 2. Vậy là mỗi mỗi lần lặp nó sẽ lặp theo hàng, đầu đầu tiên nó sẽ ở hàng đầu tiên. Vậy tôi sẽ lấy theo cột. Cột 0 thì nó ra cái cell này. Cột 1 thì nó ra cell này, cột 2 thì nó sẽ ra cell này. Được không ạ? Rồi. Sau đó thì sao ạ các bạn? À, tôi kết quả tôi trả về là phải là một cái danh sách phân loại mà. Và cái này chỉ mới một dòng thôi. Danh sách của tôi là gồm nhiều dòng như này. Vậy là tôi sẽ phải tạo một cái danh sách phân loại. Xong để tôi add nó vào đúng không? Đây, tạo một cái danh sách phân loại. Danh sách bằng new ArrayList. Ok. Rồi, sau đấy tôi phải add nó vào. Add cái này vào thì các bạn sẽ có danh sách chấm add. Thì đối số của nó phải là phân loại không? Đúng không ạ? Một cái object thì các bạn new phân loại. Đưa mã vào constructor nha các bạn, mã tên trạng thái vào. Ok chưa? Rồi, nếu bạn nào cảm thấy khó hiểu thì có thể viết như này. Tôi sẽ tạo một cái object phân loại đây. Phân loại đúng không? PL sẽ gán bằng đấy, copy anh này new phân loại, cô chỉ viết tắt lại thôi. Đó, tôi tạo một cái object từ ba cái tham số các bạn lấy từ cái database xuống, các bạn add nó vào cái object này, tạo một object và các bạn add nó vào danh sách. Đúng không? Đó, vậy là khi cô duyệt một dòng này xong rồi, lấy được cái này, tạo được một object rồi, các bạn add vào ArrayList. Add được một anh vào list. Xong các bạn lại phải next tiếp theo. Các bạn lại next tiếp một dòng tiếp theo. Nghĩa là
xử lý dòng này rồi, nó lặp mà, thì các bạn phải next dòng tiếp theo. Thì các bạn phải có một cái dòng nữa là cs.move to next. Move to next. Đó, phải đi dòng tiếp theo. Đó. Và khi nó next dòng tiếp theo xong, nó kiểm tra điều kiện. À, chưa về cuối. Đúng không? Chưa về cuối thì nó lại lấy cái giá trị này, lấy giá trị này. Các bạn lại add vào cái danh sách. Add vào danh sách. Xong lại next tiếp theo. Cứ next như vậy, next như vậy. Next cho đến cuối. Và đến cái khúc này, nó kiểm tra. À, is after last là nó trả về cuối rồi. So dành về phone là bị sai. Khi điều kiện này sai thì nó sẽ thoát khỏi vòng lặp. Và kết quả trả về sẽ là, đương nhiên sẽ là cái danh sách nha, không phải là null. Đó. Ok. Vậy là cô vừa viết xong hàm, lấy toàn bộ danh sách phân loại. Ok. Rồi. Bây giờ các bạn có thể kiểm thử cái này bằng cách là các bạn chạy ở trong cái main activity. Các bạn có thể gọi tới cái DAO, phân loại DAO, gọi cái hàm này và log nó ra thử. Nhá. Tôi chưa hề làm giao diện, cô chưa hề làm giao diện nha các bạn. Cô log nó ra thử xem. Vậy cô sẽ làm đây. Cô sẽ làm đây. À, vậy cô sẽ gọi đến cái phân loại DAO. Đúng không? Phân loại DAO. Cô gọi nha. À, PL DAO. Ok. Đó. Ở đây các bạn. À, PL DAO gắn bằng new phân loại DAO đúng không ạ? Rồi. Các bạn thấy là đối số của cái phân loại DAO nè. Đây, có phải là nó truyền vào context không? À, vậy nó chính là context nè các bạn. Main activity chấm dit nó chính là context các bạn truyền vào. Các bạn thấy không ạ? Chỉ có cái activity nè, service nè với hai cái thành phần kia nó mới có context thôi. Cho nên ở đây các bạn hoàn toàn có thể truyền vào nhá. Đây là context nha các bạn. Còn một cái class bình thường nó không có context. Mà không có muốn dùng thì sao? Muốn dùng thì truyền vào. Vậy thôi. Đó, tôi truyền context nè. Rồi các bạn gọi tới cái hàm get all đúng không? Hàm get all các bạn nó trả về là gì ạ? À, trả về cái array list đúng không ạ? Thì các bạn vào đây các bạn tạo một cái array list. À, phân loại đúng không ạ? Phân loại. Ok. Rồi các bạn để cái list sẽ gắn bằng phân loại DAO chấm get all. Các bạn đưa con trỏ vào get all nào. Đấy, thấy không? Đấy, nó trả về nè, dữ liệu trả về nè, ArrayList nè. Chấm phẩy. Đó. Ok. Đó, return nè, các bạn thấy nó return cái ArrayList nè, đúng không? Đấy, cứ nhắc ở phía dưới nào, return ArrayList nè. Ok. Rồi, bây giờ lock nó ra thôi. Lock cái list này ra thôi. Lock ra gì là tùy các bạn thôi. Lock ra cái danh sách, ví dụ cái này chấm size xem nó kích thước bao nhiêu, hay là lock ra từng phần tử một cũng được. Cô lock ra cái phần tử đầu tiên nha. Phần tử đầu tiên là lương và khoản thu đúng không? Cô lock ra thử các bạn nhìn nhé. Lock nè. Ok. Rồi cái tag là cái data. Rồi các bạn add cái gì nè? À, ví dụ như là lấy cái list chấm get không, lấy phần tử đầu tiên nè, là get không nè. Chấm nè. Get tên loại nè. Rồi. Lốc thử xem có đúng cái tên loại là lương hay không nhá. Rồi các bạn chạy thử. Đây, chạy thử. Ok. Đó. Và trong lúc chạy thử thì chúng ta sẽ chờ một xíu. Xem nào. Thì khi này nó tạo xong rồi, nó lấy được rồi thì các bạn xem database nhá. Database nằm ở trong cái device file explorer, các bạn có thể coi ở đây nè. Đó. Thì cái đây toàn bộ cái bộ nhớ tất cả những lưu trữ của máy ảo các bạn ấy, cái máy ảo này nè. Các bạn tắt máy ảo thì cái này nó cũng trống trơn nè. Ok. Rồi phải có cái bật cái máy ảo lên thì cái ảnh này mới có. Và các bạn dữ liệu các bạn lưu ở data nè. Vào tiếp data cái nữa nè. Và các bạn kiếm cái package của mình là example LT16 ship gạch 3 đúng không? Bây giờ mình sẽ kiếm nè. Example mới Android thôi đúng không?
Chưa chưa ta kiếm đây, nó nằm ở khúc khúc này. Đây example đây đúng chưa, cái package thịt của mình ở đây. Rồi các bạn mở ra thì các bạn thấy chữ database ở đây nè, thấy chưa? Và có phải là cái assignment morph 202 của mình nằm đây không, đúng chưa? Đấy cái tên database của mình nè, đấy tên database của mình nè. Ok, đâu rồi? Đấy. Assignment này mod 202 nè, thấy chưa? Đó. Thì là database nó sẽ lưu trữ ở đây. Thì các bạn lưu ý là ngoài cái lưu trữ database thì nó còn nhiều cái loại lưu trữ khác. Các bạn sẽ được học sau. Ví dụ như là lưu trữ ở bộ nhớ trong, lưu trữ bộ nhớ ngoài, đúng không ạ? Đấy, các bạn có nhiều để lưu trữ ở cache. Đây, đây toàn bộ cái này là cái máy ảo các bạn đấy. Đúng không ạ? Máy ảo các bạn. Ok, còn cái này chỉ là dữ liệu của một cái app của các bạn thôi. Khi bạn xóa app đi thì cái dữ liệu trong này nó mất theo. Nó cũng mất luôn. Đấy, cho nên SQLite người ta còn gọi là local data đấy các bạn, database. Tức là nó đi theo cái app thôi, nó không 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 có khả năng chia sẻ như các cái cơ sở dữ liệu khác giống như MySQL hay là SQL Server, mà cái này nó theo cái app. Hay là ví dụ như Firebase, như thế. Còn cái này thì các bạn demo để các bạn hiểu về cái database và các bạn biết cách để lưu trữ database thôi, còn những sau này các bạn học thì các bạn sẽ không học nó nữa, đúng không ạ? Vậy là ta đã hoàn thành xong cái phần này, đúng không? Phần lấy được cái toàn bộ dữ liệu, đúng không ạ? Còn cái việc mà đổ dữ liệu ở lên cái view thì ta sẽ làm sau với cái hàm, đúng không ạ? Ok, rồi bây giờ là cô coi nào. Rồi bây giờ tương tự đến cái hàm insert thì các bạn cũng phân tích ra đối số nó là gì và nó trả về cái gì, đúng không ạ? Các bạn phải hiểu. Đây thì anh này thì lưu ý nè, chèn một cái dữ liệu vào database thì cái tham số của nó phải là cái dữ liệu đá, đúng không ạ? Dữ liệu đá thì các bạn thấy là các bạn nhìn vào câu lệnh insert into nè, câu lệnh insert into thì nó sẽ là gồm, các bạn thấy là nó có hai đối số thôi, thấy không ạ? Lương và cái tên loại và trạng thái thôi, còn cái mã không không có phải không phải nhập, nó không có. Vậy có thể có hai đối số thôi. Vậy thì các bạn có hai cách nhé, cái này cũng hay nè, các bạn có hai cách để các bạn truyền dữ liệu. Các bạn để ý cho cô là các bạn thường sẽ truyền vào cái phân loại, một cái object phân loại nhìn có vẻ chuyên nghiệp đúng không? Các bạn truyền vào hẳn một cái object phân loại, đúng không ạ? Nhưng có thể các bạn sẽ không truyền cái object phân loại mà các bạn truyền luôn hai cái đối tượng này, hai hai cái tham số này cũng được, cách nào cũng được. Chờ xíu cô viết các bạn coi ha. Rồi trước tiên mình sẽ làm cái cách thứ nhất là mình truyền hẳn một cái object phân loại để đã, đúng không ạ? Rồi thì các bạn cũng cũng mô tả cái này nó return cái gì đúng không? Bây giờ từ từ cô sẽ nói cái return sau đi ha. Return thì các bạn có hai cách để các bạn return. Một là các bạn không return gì cả, các bạn để void luôn, tức là các bạn làm công việc insert xong là ok. Hai là các bạn insert xong, các bạn trả về nó trạng thái là insert thành công hay không thành công, đúng không ạ? Thì ở đây cô sẽ muốn là vừa insert mà nó vừa trả về cái trạng thái thành công hay không thành công ha. Vậy các bạn sẽ có một cái hàm này, nó sẽ làm có hai nhiệm vụ đúng không ạ? Một là thực hiện một cái hành động insert, và thứ hai là nó phải return một cái value. Thì ở đây thì các bạn cứ đúng true thì nó là thành công và false là không thành công. Thì ở đây cô sẽ để cái đối số của ta sẽ là boolean, đúng ạ, boolean, đúng ạ. Và ở đây tôi sẽ return cái gì đó, thì đương nhiên boolean thì return true hoặc false thôi, cô tạm thời để vậy. Rồi bây giờ các bạn để ý nhá, làm cái insert thì ta cũng có hai cách để insert. Một là các bạn insert thực hiện câu lệnh y như này, insert into.
hai là insert theo cách của Android. Đấy, cái này là database, các bạn thực hiện câu lệnh nó tương tự như sql cái này các bạn nè. À, giống như sql cái anh này nè. SQL cái này thôi, nhưng không phải là raw query, mà nó cũng không có return cơ sở, mà các bạn chỉ cần SQL query thôi thì nó cũng được. Hoặc là các bạn sẽ làm theo cách là insert theo cái Android. Đó, thì cô sẽ làm theo cách insert Android nhé. Đây là các bạn sẽ tạo một cái content value. À, content value. Các bạn để cái value bằng new cái content value. À, nhưng mà trước tiên thì ta phải connect database đã. Có phải ta phải connect database đã. Ok chưa? Tạo database đã. Database này có thể tạo chung à, nhưng mà tùy các bạn có thể tạo riêng ha. Làm xong thì nhớ đóng nó lại nhé các bạn. À, DB nè. Chấm close, CS chấm close nè. Đấy. CS chấm close. Đó, quên cái chỗ này nhá. Xong các bạn DB chấm close. Đấy, các bạn phải đóng lại. Đó. Khi đóng rồi thì lần sau các bạn phải mở. Nhiều khi các bạn đóng, các bạn dùng chung mà các bạn đóng không mở là nó lỗi á. Thì cái này cô đang tách riêng ra. Cái này là mở ra một cái database, làm xong phải đóng nó lại. Đúng không ạ? Đây cái đóng con trỏ lại. Đúng không ạ? Rồi, tạo các bạn tạo một cái content value để các bạn lưu trữ dữ liệu, và các bạn khi insert thì insert cái value này vào database. Thì các bạn put value chấm put. Ở đây các bạn không put cái ID, mà các bạn chỉ không không put cái mã, mà các bạn chỉ put cái tên và cái trạng thái thôi. Thì các bạn lưu ý nè, cái đối số đầu tiên sẽ là key. Cái key này nè phải trùng với cái tên ở trong cái database. Nếu không trùng là nó lỗi. Vậy tôi viết chèn vào mã loại thì ở chỗ này tên ở cái này tên loại thì phải cái này key phải là tên loại. Và cái này các bạn cái này là chính là value. Value thì các bạn được truyền vào đây. Các bạn truyền vào đối tượng phân loại rồi thì tôi chỉ lấy cái thành phần của nó ra thôi. Chấm get tên loại. Đó. Tương tự với trạng thái. Đúng không? Thì cái này các bạn cũng phải giống nha, không giống nó lỗi ạ. Đó, cái này là trạng thái. Và cái này cũng ghép cái gì ạ? Cũng ghép trạng thái. Ok chưa? Đó. Sau đó các bạn mới insert vào database. Thì sau cái câu lệnh insert nào, db chấm insert. Các bạn để ý nè. Câu lệnh insert này nó sẽ return cho các bạn là giá trị là long. Và cái này là chính là cái số row mà nó insert được. À. Thì các bạn có thể gán lại cho nó là long row gán bằng db.insert. Đúng không ạ? Nếu row này nhỏ bằng 0 thì nó sẽ không insert được. Mà row này lớn không thì nó mới insert được. Vậy thì ở đây ta đối số của insert sẽ là gì ạ? Đầu tiên là tên bảng. Table này các bạn. Chưa? Table thì ở đây các bạn là table nó phải trùng tên table. Ok. Rồi đối số thứ hai của ta sẽ là cái à cái hack à, các bạn để cái null. Đó. Cái column hack không có column. Đúng không? Và đối số thứ ba là cái value. Insert thì các bạn chỉ insert cái value này vào thôi. Đó. Và ta return cái gì? Nếu row này lớn hơn 0 thì sẽ return true. Còn nếu row này ngược lại thì return false. Vậy thì nó sẽ kiểm tra điều kiện này. Nếu các bạn viết kỹ ra thì các bạn sẽ phải viết như này nè. À, boolean. Điều kiện đi ha. Sẽ gán bằng row lớn hơn 0. Và các bạn return cái điều kiện. Có nghĩa là gì? Nếu row lớn 0 thì điều kiện này sẽ trả về true. Còn ngược lại thì điều kiện này sẽ trả về về false. Vậy thì cô sẽ return trực tiếp anh này luôn cho nó dễ. Vậy thôi. Đúng không ạ? Là vậy cho xong. Đấy. Ok chưa? Đấy. Ok. Vậy là với cái hàm này nó sẽ là gì đấy ạ? Nó thực hiện một công việc là insert dữ liệu xong nó sẽ trả về kết quả.
Nếu thành công, nghĩa là row này phải lớn hơn 0 thì nó sẽ trả về true. Còn ngược lại, nếu row này nhỏ hơn bằng 0 thì nó không insert được một cái gì hết, thì có nghĩa là nó sẽ trả về là false, có nghĩa là không thành công. Ok chưa ạ? Để tôi viết xong cái hàm insert. Ok. Rồi bây giờ các bạn test thử cái hàm này. À, quan trọng nhất là các bạn test thử cái hàm này. Thì cô cũng test cái hàm này ở trong cái insert. Thì cô cũng tạo ra một cái đối tượng là phân loại để cô truyền vào nhé. Đây, bây giờ cô sẽ gọi tới cái insert nhé. Đây, cái hàm cái này cô không thể không cần cũng được nè. Cái này là lấy toàn bộ dữ liệu ra nè, cô comment nó lại, cô chưa test nha. Cô cái này là cô test cái insert. Thì vậy cô sẽ phải gọi cái hàm. Cô sẽ phải gọi cái hàm gọi là hàm insert này. Đúng không ạ? Insert mà thành công. Nếu mà trả về true thì các bạn báo thành công, còn nếu không thì các bạn báo thất bại thôi. Vậy thì các bạn sẽ if nè. Cái phân loại down. Phân loại down chấm insert. Đối số của nó sẽ là một cái phân loại thì cô sẽ truyền fix cứng nó vào. Fix cứng nó vào. Hiểu không ạ? Đấy, thì cô sẽ để là phân loại là sẽ gắn bằng new phân loại. Rồi, cô sẽ truyền vào. Các bạn để ý nhá. Các bạn để ý nè. Các bạn có thể dùng nghe nhá. Đây, cái constructor phân loại nè. Các bạn có thể dùng cái constructor này với cái mã loại các bạn để null cũng được. Hoặc là tại vì tôi không cần mã loại mà, tôi chỉ cần tên loại và trạng thái thôi. Đúng ạ? Đây. À, và bây giờ cô lại các bạn nhìn thấy là bây giờ mã loại không cần thì làm sao? À thì có thể là các bạn truyền vào null cũng được. Đó cũng là một cách. Cho nên mã loại nó sẽ nhận giá trị null cũng được, nó cũng là một cách ha. Tuy nhiên à, cách này nó chuyên nghiệp hơn nè. Các bạn không nhất thiết phải truyền cái này, bởi vì thế nào, tôi chỉ cần một cái constructor mà cần hai đối số thôi. Đối số này tôi không cần, thì tôi sẽ tạo một constructor hai đối số nữa. Các bạn nhìn nhá, nhìn cách cô làm nè. Cô sẽ tạo một constructor không có mã loại. Chỗ này cô sẽ bỏ đi, tại vì không có mã loại thì tôi gán làm gì. Vậy là cô tạo một constructor nó chỉ có hai đối số, tên loại và trạng thái thôi, tại vì tôi chỉ cần hai anh này. Và các bạn để ý nhá, ở đây các bạn đang dùng hai constructor này các bạn. Hai constructor cùng tên nè. À nó chỉ khác đối số nè, nội dung tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm cái phần khai báo này thôi. Thì cái tính chất này ta gọi là tính chất nạp chồng hay là tính chất overloading trong lập trình hướng đối tượng. Có nghĩa là các cái hàm, hàm nó cũng có tính chất overloading thì nó có sẽ hướng dẫn cho các bạn coi ha. Thì ở đây thì các bạn thấy là nó có cùng tên nhưng khác đối số. À đó là overloading nha các bạn. Nó khác với override. Override là nó chỉ có kế thừa thôi nhá. Đây, override là kế thừa này các bạn, extend nè, kế thừa thì mới có khái niệm override là ghi đè. Còn overload có nghĩa là nạp chồng. Có nghĩa là gì đấy ạ? À các bạn à đâu rồi? Tôi vừa làm gì? Ở đây phân loại. Đây, có cùng tên nhưng khác đối số. Ok chưa ạ? Rồi bây giờ tôi dùng luôn cái anh này, khỏi phải để null vào đây đúng không? Tôi truyền vào cái tên là ví dụ như là tiền thuê nhà đúng không, và đối số thứ hai là chi chi tiền thuê nhà thì chi rồi. Có người tiền thuê nhà mà cho thuê nhà đấy, thu đúng không? Rồi và tôi insert cái gì, tôi insert cái phân loại này vào đúng không ạ? Vậy thì nếu insert này mà thành công, tức là để trả về true, thì tôi toss một cái thông báo. Toss một cái thông báo. À, các bạn muốn nhắc cái toss nè, thì các bạn gõ đây. Các bạn
cái cuối cùng này nè, đó nó sẽ nhắc đúng không? Ở đây các bạn có thể là để main activity chấm dit nè, main activity chấm dit nè, rồi có thông báo là thành công nè, đúng không? Đó, short hay lang gì cái set lang thì các bạn, rồi ngược lại thì thất bại đúng không ạ? Else thất bại, copy thôi. Ok, cái này cả thất bại, fail. Ok, đó để nó khác khác đi, nhìn cho nó dễ đúng không ạ? Thất bại thì với cái trường hợp này thì tôi nghĩ là thành công thôi đúng không ạ? Nó sẽ bảo tại vì cái này không có lỗi gì cả nên như là sẽ thành công thôi. Ok chưa? Bây giờ tôi chạy thử nhá, run. Đó, run thử nó sẽ, nếu mà ok thì nó sẽ tốt. Và các bạn có thể tí nữa các bạn xuất ra cái phần tử cuối cùng á thì các bạn sẽ biết là nó là cái tiền thuê nhà đúng không ạ? Tiền thuê nhà. Đó, và đương nhiên cái ID của nó mình từ 1 đến 5 rồi, ID nó sẽ tự động nó tăng lên là 6 đúng không? Ok, chờ xíu nó chạy nha các bạn. Đấy, trong lúc chờ thì cô, rồi nó xong rồi đó các bạn. Các bạn để ý cái chỗ này nè, các bạn để ý nhá, đây nó tốt nè, đây tốt ở đây nè, thành công thấy chưa? Rồi các bạn muốn kiểm tra nó có chưa thì đơn giản là các bạn lốc cái này thôi, các bạn lốc cái này, là cái này cô lốc lại nhá. À, cô comment nó lại nè, cô lốc ra cái phân tử cuối cùng là mình 6 phân tử thì đương nhiên cái này 5, cái này cô đoán để làm cho nó nhanh thôi chứ mình không có làm này, mình có thể lấy đồ dài cái này trừ 1 đều đều được hết, nhưng cô để cái phân tử cuối cùng 5. À, chạy thử nhá, xem có đúng không. Có đúng là tên của nó là tiền thuê nhà không nhá? Khi nãy là mình chưa có tiền thuê nhà đúng không? Thì mình xem nó có lốc ra nè, lốc ra có phải là tiền thuê nhà không, lốc cái chỗ này nè đúng không? À, nó chạy xíu xíu, nó nhanh hơn chạy lần đầu. Nói từ nhanh cho đỡ đỡ buồn. Ok, rồi chỗ này các bạn nhìn thấy nhá, cái tiền, cái data của đấy có phải là tiền thuê nhà đã vào rồi đúng không? Đấy, cái tiền thuê nhà của mình đã vào rồi nè, cái cuối cùng á, thấy không ạ? Ok, vậy là các bạn đã insert thành công đúng không ạ? Insert thành công, cô nhắc lại cái insert nhá. Rồi, à, về cái phần insert thì sao? Đây, các bạn viết một cái hàm insert, đối số truyền vào sẽ là một cái object, là phân loại đúng không ạ? Để một cái object nè, một cái đối tượng phân loại, tức là các bạn truyền cả cái object luôn đúng không ạ? Thì ở đây các bạn khai báo database nè, xong rồi là khai báo cái đối tượng value nè, xong các bạn út cái dữ liệu này vào cái value thôi, xong để các bạn dùng cái lệnh insert dữ liệu, đối số sẽ là tên bảng đó, cái value. Và lưu ý là khi put thì phải put cái tên, cái này cái key của nó phải trùng với tên cột nhá, cái này là các bạn phải trùng. Và nó return cái trạng thái là thành công hoặc không thành công, tức là true hoặc false. Đây là một cách các bạn truyền dữ liệu. Các bạn có một cách thứ hai cũng giống cái này thôi, nhưng mà các bạn không có truyền như này, mà các bạn truyền từng thành phần một cũng được, không vấn đề gì đúng không? Các bạn truyền cái string tên loại phẩy string trạng thái đều được đúng không? Và đây các bạn sẽ là cái này không phải là loại nữa, mà cái này các bạn là tên loại, cái này sẽ là trạng thái thôi, nó giống vậy không khác cái gì cả. Chạy pha pha y chắc. Và các bạn để ý cho cô nhé, trong cái phần hai, cái phần khai báo này tôi chỉ quan tâm hai cái phần khai báo này thôi, cũng giống như con chapter khi nãy nhá. Các bạn thấy nào, cùng tên cùng kiểu trả về nè, nhưng nó khác cái gì ạ? Khác đối số nè, cái này một đối số nè, cái này hai đối số nè, khác nhau nè. Thì tính chất này là tính chất nạp chồng, overloading, nó giống cái con chapter khi nãy
tính chất nạp chồng. Đấy. Thì bản chất của cái contractor nó là hàm dựng thì nó cũng gần giống hàm thôi, nó chỉ khác là hàm thì có giá trị trả về. Còn hàm dựng thì không có giá trị trả về, các bạn thấy không? Nó chỉ có public ra tên hàm dựng, public tên hàm dựng. Còn cái này là có public bullion hay là public void gì đó thì cái này có kiểu trả về nè. Đó, nó chỉ khác nhau vậy thôi. Và nó có tính chất nạp chồng, hai anh này đều giống nhau. Anh này cũng có tính chất nạp chồng và anh này cũng có tính chất nạp chồng. Cái này gọi là tính chất nạp chồng overloading. Và khi gọi nó thì nó tự hiểu nha các bạn. Nếu các bạn truyền vào phân loại một cái object phân loại thì nó sẽ thực tế cái hàm này. Nhưng nếu các bạn truyền vào từng thành phần một, ví dụ các bạn thay vì cái này mà các bạn truyền vào là ví dụ như là khác rồi phẩy rồi chi, nó cũng hiểu luôn các bạn nhé, nó cũng hiểu luôn. Và khi đấy nó sẽ gọi, nó tự hiểu nha các bạn, nó tự hiểu, nó gọi đến hàm insert nè và nó tự hiểu để nó thực thi cái hàm này. Hay vậy đó, tính chất nạp chồng, ok chưa ạ? Đó, các bạn gọi hàm nào cũng được, từ nó sẽ hiểu đấy. Nếu mà truyền đối tượng thì nó sẽ thực thi hàm này, từ truyền từng giá trị nó sẽ thực thi cái hàm này, vậy thôi. Chạy pha pha cái này bình thường đấy, cái này cô lốc lại để các bạn chạy khỏi mất công đấy. Cái này chạy bình thường, nó có cái khác chi này nữa đó, run vẫn thành công bình thường đấy. Đây gọi là tính chất nạp chồng cực kỳ dễ dàng đúng không? Rồi, à rồi cô nói xong đến cái insert rồi, đến cái phần update. Update thì cô nghĩ là cô sẽ xử lý, phải xử lý giao diện cho các bạn để các bạn hiểu. Đây, cái này thành công, thấy không? Thành công, ok. Tại vì nếu như update mà không xử lý giao diện cho các bạn á, các bạn sẽ không hiểu. Ha, thì cô sẽ viết cái hàm trước, sau đấy cô sẽ demo sau. Ha, còn insert thì cô cũng, à delete thì cô cũng có thể viết luôn hàm và demo cũng tương tự như thế này thôi. Nhưng bây giờ cô sẽ không demo nữa mà cô sẽ viết hàm thôi. Và cô giải thích kỹ cho các bạn cái insert thôi. Còn những cái khác thì các bạn thấy nó tương tự nhá. Cập nhật. Cập nhật là các bạn thay thế giá trị cũ bằng một cái giá trị mới. À, và cái mà khi các bạn truyền vào để update này nè, là giá trị được thay thế rồi, là giá trị mới rồi. Còn giá trị cũ ở đâu thì các bạn phải làm đến giao diện các bạn mới rõ. Thì cũng tương tự như là insert, update thì cũng phải truyền vào một cái phân loại thôi, một cái object hoặc là từng cái giá trị một. Nhưng nó có ID, update là phải có ID. Ha, update là nó phải update dòng nào và để phân biệt dòng đấy là phải có ID. Nếu như set một câu lệnh select, một câu lệnh truy vấn thì nó sẽ là như này các bạn nhé. Nếu mà là câu lệnh update á, thì nó sẽ là câu lệnh truy vấn, nó sẽ này nè, là string SQL gắn bằng update tên bảng, ví như bảng là phân loại. Rồi set, à set tức là sửa, sửa cột nào. À ví dụ như là cô sửa cái cột mã, mã thì không sửa nha các bạn, hạn chế sửa mã. Tên loại bằng một cái gì đó, cái mới, cái gì đó chấm hỏi là cái mới. Nếu các bạn muốn sửa tiếp cái trạng thái cũng có thể sửa đúng không ạ, trạng thái bằng cái gì đó. Xong đến các bạn đến cái mệnh đề where, ha where. Where cái mã loại bằng cái ID, cái mã loại được truyền vào. Đó. Vậy là cái cú pháp của mình sẽ là gì? Cập nhật cái bảng phân loại với tên loại bằng một cái mới, trạng thái một cái bằng bằng cái mới với điều kiện. Cái mã loại bằng cái gì đó được truyền vào. Ok chưa ạ? Thì vậy các bạn phải có gì? Phải có tên loại mới nè, phải có trạng thái mới nè,
và phải có cái mã để các bạn cập nhật. Nếu không có mặc cái mã này á, không có mình đi qua các bạn là các bạn cập nhật toàn bộ đó, các bạn sẽ cập nhật hết toàn bộ cả cái data, cả cái table đó luôn đó. Thì đấy là cú pháp của câu lệnh update ha. Thì ở trong này nếu như các bạn không dùng câu lệnh này mà các bạn dùng theo kiểu của cái database của cái Android thì ta sẽ cô sẽ viết như này nè. Cái này cô để các bạn nhìn cho dễ hiểu thôi nhá. Đây cô copy anh này, cô cũng lấy cái value đúng không? Đấy, cô cũng làm y chóc như này, không khác cái gì cả. Đó. À, cô copy trên này hay hơn chứ. Cô copy cái này đi ha, nó có sẵn nè. Đỡ phải sửa mất công. Đó. Và các bạn gọi đến câu lệnh update vẫn phải set cái lấy cái dữ liệu set lấy dữ liệu đưa vào cái value này. Dữ liệu tôi muốn sửa này, đưa vào value này. Là đưa anh này vào value, đưa anh này vào value để tôi sửa thôi. À và cũng có integer row. Cái số dòng sửa được nhưng mà cái này nó trả về integer. DB.update. Tên bảng này các bạn. Tên bảng sẽ là phân loại. Đúng không? Rồi. À và tiếp theo là cái mệnh đề. Đúng không ạ? Cái value trước chứ nhỉ, cái value để trước đúng không? Cái value để trước, cái value. Rồi, value để trước. Sau đến cái mệnh đề where. À, mệnh đề where này các bạn nào. À, where mã loại bằng. Đúng không? Đấy. Rồi phẩy, đó là mệnh đề where. Phẩy. À, cái đối số. Bằng cái gì? Bằng cái đối số. Đối số là gì? ID. Đúng không? À, và các bạn nhìn thấy nè. Cái đối số này là một cái mảng nhá. Đây. Đối số này là một cái mảng này các bạn nhìn nhá. Nó là rồi nó không có nhắc nữa rồi. Rồi nó nhắc đâu mất tiêu à? Đối số này là một cái mảng thế còn new, cái mảng string nhá, new. À, string. Đấy, móc vuông. Mảng nè. Đó. Và giá trị các bạn truyền vào. Giá trị nào. Miễn là nó phải là mảng thôi. Là mảng thôi. Cái này là bắt buộc phải là string nhé các bạn. Bắt buộc phải là string. Thì cái này là mã loại ha. Thì là phân loại. Chấm. Mã loại. Get mã loại. À, tại vì nó là cái này không phải string cho nên các bạn có thể có nhiều cách để chuyển nó string, cộng thêm một chuỗi nữa cho nó quyển chuyển thành string thôi. Đó. Nó hơi dài đúng không? Có enter xuống dòng nha. Đây. Update phân loại value là cái này. Tức là tôi update hai anh này đúng không? Với mình đề where. Được chưa? Và cái đối số này là anh này nè, là cái anh chấm hỏi đó, nó truyền vào cái chỗ chấm hỏi này. Là anh này. Ok. Thấy chưa? Đó. Nó khác vậy. Vậy là khi tôi truyền là nó phải có cái mã nha. Phải có cái mã. Chỗ này cô comment lại các bạn nhìn cho nó dễ ha. Rồi. Và đây thì cô cũng return row lớn không. Nếu mà row lớn không thì nó mới thành công. Return row lớn hơn không. Tức là row là số dòng nó cập nhật được á. Nó update được. Và cái này return thì đương nhiên cái này phải để cái boolean là xong. Cái hàm cập nhật. Được chưa? Các bạn cũng có thể truyền từng thành phần. Thay vì hai trường thì các bạn truyền ba trường tại vì đằng nào chả có cái ID. À, nhưng khi ba trường thì tôi truyền phân loại cho nó nhanh. Đó. Rồi, còn delete thì sao? Delete thì cũng tương tự, delete thì nó dễ hơn nhiều. Delete thì các bạn gì đấy ạ? À, các bạn truyền vào một cái ID thôi. Đúng không ạ? À, integer mã loại. Đúng không? Ok. Đấy, các bạn có thể ép kiểu thành chuỗi hay gì tùy các bạn nhé. Rồi, tôi copy hết mấy cái anh này nè. Ok. Ok chưa? Rồi. À, DB cũng integer row, số dòng nó delete đúng không? Integer row.
gán bằng db.delete. Cái này thì quá dễ. Đối số đầu tiên của nó sẽ là tên bảng. Tên bảng thì có phải là phân loại không? Đối số thứ hai là mệnh đề que. Tôi copy luôn anh này. Quá dễ. Cho nó dễ, đúng không? Anh này thì dễ quá. Và cái này là mã loại nha. Cái này không phải là get cái gì hết. Cái này là mã loại luôn. Tôi viết một dòng nhá. Delete thì dễ hơn. Và các bạn cũng return cái gì? Row lớn không? Đó. Và cái này cũng là boolean. Đấy, nó trả về trạng thái các bạn delete có thành công hay không? Delete quá gọn gàng. Đúng không ạ? Delete thì các bạn chỉ cần câu lệnh truy vấn thực tế của câu lệnh delete nó sẽ là cái gì ạ? String SQL gán bằng delete from bảng phân loại where mã loại bằng chấm hỏi đó, mã loại bằng cái gì đó, quá dễ đúng không? Delete from bảng loại where với cái mệnh đề này nữa. Tôi xóa dòng có mã bằng bao nhiêu thì ở đây tôi xóa cái bảng này nè, bảng phân loại nè, với điều kiện là mã loại bằng bao nhiêu, thấy không ạ? Đấy, nó tương thế, tương ứng không các bạn? Hiểu hiểu không ạ? Đấy. Ok. Tóm lại này, cô vừa hướng dẫn cho các bạn giai đoạn 1 gồm các công việc như sau. Một là các bạn tạo được một cái DB helper, tạo hai bảng, insert dữ liệu mẫu. Ok chưa ạ? Rồi các bạn tạo hai cái model phân loại và giao dịch, được không? Hai cái model. Và cô tạo cái DAO, phân loại DAO và giao dịch DAO. Thì giao dịch DAO cô chưa làm, trong phân loại DAO thì cô đã viết cho các bạn xem được câu lệnh là lấy toàn bộ dữ liệu nhé. Còn lấy dữ liệu kiểu gì tùy mình nữa, có nhiều cách để lấy dữ liệu đấy, cô chỉ demo cái là lấy toàn bộ dữ liệu thôi. Đúng không ạ? À, và câu lệnh insert, insert thì cô viết hai cái hàm đều là insert hết, nó chỉ khác nhau cái đối số truyền vào thôi. Tính chất này là tính chất nạp chồng. Rồi cái này là câu lệnh hàm update cập nhật dữ liệu. À, và cái hàm delete. À, ta đã hoàn thành xong cái phần DAO. Còn giao dịch thì các bạn tương tự nhá, về nhà các bạn tự làm, cô không làm nữa. Đấy thì chúng ta sẽ dừng ở đây ha.